Chồng chị không biết chơi Facebook à? Ôi, chồng nó thì biết cái gì? Cái thằng đần đấy mà đòi biết chơi Facebook đó. Gì? Hai chị khoe chồng hai chị căng thì cũng để cho em khoe tí với chứ. Ờ thì đấy, bây giờ tao dừng đấy, em về khoe đi. Đấy, chồng ơi. Thằng ai đi cho tao. Ờ, chồng của em căng, đét đen đẹt. Mà không những thế đâu nhá, ngay cũng căng. Ôi, thế thì chồng em hỏng rồi. Này, ăn đi chúng mày, ngọt lắm. Mười như mày chồng mười à? Mười tiền đấy, hả? Mười như mày chồng à? Chắc buồn cười nhỉ. Dãi nắng như này thì chắc chắn là ngọt, khi nào vào mùa bão thì mới là không ngọt. Kinh nghiệm đầy mình rồi, chả biết cái gì. Mười đi ăn trộm đây này, rồi. Đây này, mày nhìn này. Hả? Mang về tự gọt này. Này, vàng ươm dãi nắng này, ngọt lịm mày luôn. Mày đừng có tin con này nhá. Mày không biết cái gì cả. Kinh nghiệm đầy mình của tao cho biết rằng cái quả này cực ngọt luôn. Này, chắc không? Này, có mềm không? Cứng luôn này. Ờ, nó chắc hơn của mày tí thôi. Em đừng có tin con này nhá. Nó điêu một cách kinh khủng luôn. Điêu cái gì? Đấy mày thử bỏ ra ăn ngọt không? Nào, bây giờ tao cá luôn này. Ngọt mày mất tao 100.000. Thế tao hỏi mày, mày tao mày có mũi chưa? Có rồi. Thật không? Mũi to hàng nào rồi? Này, người ta bảo xanh vỏ đỏ lòng. Cái này á, nó vừa mới gọi là có một tí cái nhị thôi, cái nhân thôi. Khéo nó còn chưa có con tôm đâu. Mày bưởi mày vừa mở mắt ra mà bây giờ đòi người còn bưởi chắc ăn quả này ngọt lắm. Chắc chưa có tôm thật đấy chứ. Mình tưởng là quả cam thì còn bảo là ăn tạm. Mày không biết thì để tao kể cho mà nghe. Cái quả này ý, là tao đã tâm tia tư cái lúc mà nó mới ra hoa đấy nhá. Từ bông hoa nhá. Nó rụng hoa bắt đầu nó đậu quả nhá. Ti ti mà người này. Mà hàng ngày cứ đi ngang qua thì tao lại nhìn nó. Chẳng qua là nó còi xương suy dinh dưỡng một tí nên cái vỏ nó không dày dặn thôi. Đây này, tao còn đánh dấu nữa đây này. Đây, đánh dấu từ lúc bé này. Đây. Móng tay của tao vẫn còn đây luôn. Cái dấu này đi ăn trộm mà thế đấy. Kiểu của nhà không có nhìn người ta thèm mà thèm. Ai bảo đi ăn trộm? Không ăn trộm thì nhà mày làm gì có cây bưởi nào? Mày nhìn xem. Mày nhìn xem cái chỗ này có cái nhà nào không? Đất của người ta là trồng cây, mình đi hái người ta lại bảo là tao có đi ăn trộm đâu. Chủ ở đâu? Mày bảo chủ ở đâu? Chủ ở cái đầu mày ấy. Tao nói cho mà nghe nha, cái mảnh đất này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chủ. Bây giờ nói thật chả biết chủ là ai luôn. Có khi á, cái người chủ cuối cùng của mảnh đất này này lại là người nhà của nhà tao đấy. Mày đúng là cái thể loại vừa ăn tục lại vừa nói phét. Đàn bà con gái nói cái giọng thì khàn như vịt đực ấy. Này, cái giọng vịt đực của tao ấy, tao vẫn còn thùy mị nết na hơn mày nhiều nhá. Mày thùy mị ở chỗ nào? Thùy mị nết na. Đấy à? Thôi, chị bảo nhá, cái tính của con này là nó ăn tục nói phét ấy. Cái hôm đi biển ấy, gia đình nhà nó với gia đình nhà chị, được không? Rủ nhau đi biển, đi tắm biển đấy. Thế mà ra đến bờ biển coi như là không tắm. Đấy, ngồi trên bờ. Ngồi trên bờ thì còn đi tắm biển cả măng ô. Ôi giời. Này, đừng có cãi. Tao nói cho mày biết nhá. Người ta đi ra biển tắm cũng được mà không tắm cũng được, quan trọng là chân mình dính nước biển là được. Ôi trời ơi, đi tắm biển lại còn đi ngồi ở bờ, mặc quần áo tắm ngồi ở bờ biển nhưng mà lại sợ ướt váy. Tao cũng chẳng hiểu mày là kiểu gì. Đi với chồng thì chồng với con xuống tắm. Bảo vợ xuống thì kêu là thôi em không xuống đâu, tắm nước biển xong rồi về là đen hết người. Ngồi trên bờ để say ô. Thế mà hôm vừa rồi công ty tổ chức đi nghỉ mát cũng ở vào trong đấy. Khác có một điều là chuyến này là không có chồng với con đi cùng. Đấy, nghe chưa? Cái này thì đúng, có gì đâu. Cái này sao mà nói đâu mà. Mấy đừng có nhảy vào mồm tao nhá. Nhưng mình điêu cái gì nhỉ? Đúng, chị đi một mình mà. Thì đi một mình mày thì nghe sao? Xong cái chuyện là mày mới biết là con này nó điêu như nào. Thế còn cái gì nữa? Đây á, chị kể cho em nghe. Đi với bọn chị thì kêu là không dám tắm biển vì sợ đen người, ướt váy. Đấy. Rủ thế nào thì rủ không xuống. Thế mà cuối cùng đi nghỉ mát với công ty, ai già diện áo tắm nhá. Hai núi một khe. Úi giời, thế sao chị đi đấy hay sao mà chị biết? Ôi giời ơi. Đi ra hôm nào lại up ảnh lên Facebook hôm đấy. Úi giời. Đi với chồng với con đi tắm biển thì kêu là sợ đen. Thế mà đi tắm biển với công ty thì ôm thằng đấy chặt thế, chẳng thấy sợ đen ở đâu. Thế mày rốt thế nhỉ? Thế không ôm chặt cứng mà để mà tao lộn xuống biển à? Đấy. Tao lộn xuống biển tao ngủ ở đấy dưới đấy thế thì hết đời à? Ngu đấy. Thế sao cái hôm mày đi biển với chồng mày không rủ chồng mày đi cano mà ôm chồng mày? Ngu đấy, ông ấy sợ độ cao. Có mày ngu hơn tao ấy. Đi cano mà đòi sợ độ cao à? Thế lại không biết rồi. Sóng nó cao, lên cao này xong á, nó vạ qua sóng phát thì nó chả phụt xuống chỗ nước lặng à. Thế thì chả sợ độ cao à. Đã thế chứ lại còn ôm trai trẻ cơ. Lại ngu nữa rồi. Đấy,
là em tao. Em nào? Thế là em chứ. Nên là chị có hai chị em gái. Làm gì có thằng nào mà bảo em. Em họ. Ờ đúng rồi đấy, em họ đấy. Ừ. Ờ, các anh thì gọi là có em gái mưa, còn mày thì có em dai mưa. Sao mày lại cứ nghĩ sang một cái hướng tiêu cực nhỉ? Mày phải nghĩ sang cái hướng tích cực chứ. Gớm ghê. Tao ở với mày từ nhỏ. Mày thích nó thì nói, thích trai trẻ thì bảo luôn là thích đi. Lại còn bảo là em tao. Cứ như tao này. Một khi mà đã thích á, tao đổ tiếng Việt là thích luôn. Không bao giờ ấy kiểu như mày. Em chạy. Nổ tiếng Việt, chắc nổ tiếng Anh. Chỉ nổ tiếng Anh đi. Sao mà nghe cái từ em của nó ngân dài ra mà nó. Mà rõ ràng là hôm trước đi nghỉ mát với chồng con rồi đấy. Hôm sau vẫn đi công ty. May là chồng mày nó không biết chơi Facebook đấy. Nó mà biết chơi Facebook thì mày mẹ nó cạo đầu mày. Chồng chị không biết chơi Facebook à? Ôi, chồng nó thì biết cái gì. Cái thằng đần đấy mà đòi biết chơi Facebook đó. Cái gì? Đần. Mày nói câu đần mà tao thấy như kiểu mày tụt được lò xo đần ra ấy. Tao nói mày biết nhá, đần vẫn còn hơn chồng mày. Hơn chồng tao, hơn chồng tao được cái gì? Khoai to chắc? Hay là sắn dài? Khoai to hay là sắn dài tao không còn biết. Tao chỉ cần biết một điều thôi. Là X-Men hơn chồng mày. Căng nha. Đúng rồi. Tối nào chả căng, căng hơn dây đàn. Này, không phải mình chồng mày căng nhá. Mà chồng tao cũng căng. Mà không thế nhá, còn căng đét cơ. Ôi giời ơi. Đêm nào cũng căng đét luôn. Ờ nếu mà căng đét là bị xịt rồi đấy. Ôi mà này này. Chồng của hai chị căng thì mà kệ hai chị nhá. Em có được sờ đâu mà biết bên nào căng hơn bên nào. Cái gì mày bảo là căng gì đó. Dễ gì? Ngồi xuống để chờ để căng này để sờ à? Hai chị mới dễ. Tự nhiên em bảo căng, tự nhiên hai chị nhảy vào. Nào là sắn, nào là khoai. Thế tao đang nói sắn miếng khoai thì mày bảo tao mà chả bảo căng thì tự nhiên mày bảo căng nghỉ cái gì? Căng là ý là hai chị ấy đi du lịch về làm cho tình cảm hai chị em nó căng ấy. Cười gì? Ý em nói căng ở đây ấy là hai chị đi biển về là hai chị đi như thế nào mà về hai tình cảm hai chị em lại căng thẳng như thế. Chứ ai nói đến cái chuyện trong nhà hai chị căng thì căng của hai chị dùng như em cũng được dùng đâu mà sắn với khoai ra đây. Thế từ lúc nãy mày không nói là mày nói là căng thẳng đi, bọn tao đó hiểu lầm. Thì nói đã xong rồi, cả hai chị cứ nhảy bổ vào mồm em thì em tao. Trời ơi, thấy mày ngồi này chứ. Cái xong thôi. Ê, ngồi im nó làm câu chứ. Căng nhỉ? Nói hẳn đi cái căng. Ai biết là căng cái gì trong khi đó người ta đang nói là khoai to với sắn dài. Ăn không nên đợi, nói không nên lời. Thế chị không biết à? Người ta vẫn thường nói thôi. Người khôn hay nói nửa lời, để cho người rốt nửa mừng nửa lo đấy còn gì nữa. Đấy. Các chị nãy giờ cứ bảo là chồng của hai chị căng đét đền đẹt. Thế thường thì chồng em không căng à? Các chị cứ nói thế làm người ta đi ngoài người ta lại bảo là ừ, thế là chồng của cái thơ này nó không căng. Thế sao mày không nói đi? Hai chị khoe chồng hai chị căng thì cũng để cho em khoe tí với chứ. Ờ thì đấy bây giờ tao dừng đấy, mày khoe đi. Đấy. Chồng ơi, thoải mái đi cho tao nghe. Chồng của em căng đét đền đẹt mà không những thế đâu nhá, ngay cũng căng. Ôi thế thì chồng em hỏng thôi. Hỏng cái đầu chị ấy. Hỏng thế nào? Đang hoạt động bình thường bảo hỏng. Bị loạn rồi. Đằng đông người ta chỉ có căng buổi tối thôi, đây căng cả ngày lẫn tối chứng tỏ thế, là loạn. Thế là chị không biết rồi. Đàn ông nhá, có cả sáng này, cả tối này, có cả trưa nữa này. Nó không phải là mỗi tối đâu. Thế chồng thì chồng chị không ăn thua rồi. Yếu rồi. Đây ơi, sáng sớm nhá, 3 giờ sáng nó còn chốc ngược thế này cơ mà. Mày thử sang xem chồng đang xem có yếu không. Mày thử cho nào. Thật đã. Chị nói đùa thôi. Không có cửa đâu. Thế thôi, hai chị ngồi đây cứ ấy thì bàn chuyện đi, căng đi. Chứ em về đây chắc là bây giờ chồng em ở nhà cũng căng lắm rồi đấy. Ôi trời ơi, thôi đi. Về nấu cơm, bà chồng nấu bánh thì nói mẹ này, về nấu cơm đi. Tao biết thưa mày cái loại sợ chồng mày lại còn tinh tướng. Căng, làm gì có căng giờ này.